Tôi chúc một đứa mẹ đưa con đi làm về với quê mùa. Vì xưa ra dùng nó làm công y thế hạ tan nghĩa là tháng nghỉ vui chơi lễ bò má. Sau này nhắc nhở con cháu phải nhớ mà về với lễ mùa thi. Người chết cách ba tháng hoặc một tháng sang bên này sẽ tới chúc mẹ và bà những người chết và cháu không liên quan đến người sống và người sống cái sự tự do của người sống và người chết là linh hồn và là về với già về với thần linh từ đó. Người dễ ai cảnh biệt làm lễ bò bá sau này những người vừa đã chết sẽ không làm kìa hoặc là tư vợ những ngoài kia nữa. Thank you.
Thank you.
โอ้ยลากกินแล้วอ่ะไปยังรุ่นเลย